Em Út giao lưu giúp vui ngày mới cùng anh chị em mình một cái kim quýt miền Tây nha cả nhà. Cái kim quýt miền Tây em đã vào được 4 nước kẽm rồi nha. Cây này cao 43 cm, hoành 16 nha cả nhà. Cái kim quýt này là một cái kim quýt rất là duyên, tàn tương đối ấm nha anh chị em mình. Cây cao 43 cm, hoành 16 nha anh chị em mình. Em Út sẽ quay cái bộ tàn trên cho anh chị em mình xem cho rõ nha. Em Út đã vào được 4 nước kẽm rồi nên bộ dâm tương đối rồi nha cả nhà. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo em Út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Em Út sẽ báo giá cho anh chị em mình cái kim quýt này nha. Cái kim quýt miền Tây có một cái gọng rất là duyên luôn anh chị em mình ơi. Anh chị em nào nghi thì nhắn tin alo em Út nha. Em Út sẽ báo giá cho anh chị em mình cái kim quýt miền Tây này nha. Cao 43 cm, hoành 16 nha cả nhà. Nhìn theo cái hướng này thì cây cái gọng rất là duyên luôn nha anh chị em mình. Rồi, cảm ơn anh chị em mình đã xem clip của em Út nha.